Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Minh ha quý vị. Thì như thường lệ là nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị như là sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị xem nhớ đăng ký nhấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Hiện nay bên anh Minh tiếp tục về một số phô mai thứ quý phục vụ cho quý vị video hôm nay ha quý vị. Và mình xin nhắc lại địa chỉ của anh đây, chợ gạo Tiền Giang. Anh chào anh Minh ơi. Rồi, em Minh ở chợ gạo Tiền Giang của chú anh chị. Dạ. Như thường lệ bên em thì bao ship của chú chị mình toàn quốc ha. Dạ, tất cả luôn đều bao sản bao ship toàn quốc. Thì bắt đầu vô cây số 1. Mình cũng thay mặt anh Minh cảm ơn quý vị đã ủng hộ ảnh những video trước đây ha quý vị, giống như những anh em khác ha. Rồi, chiều cao là 1m. Chiều cao 1m ha quý vị. Mấy cây này hàng cũng mới về luôn. Chưa vệ sinh, chưa tắm rửa gì hết. Chưa tắm rửa của chú anh chị ơi. Hoành nó là 35 hoành của chú anh chị ơi. 36 dưới tính 35 quý vị. Để đây quý vị. Cái hàng này em chưa tắm rửa gì hết của chú anh chị ơi. Cây cũng mới về ha quý vị. Mới về cây. Lên nóng luôn. Cây nóng của chú anh chị ơi. Cái này tính ra một một cốt không vậy? Về quý vị có thể thúc lại ha. Một cốt chỉ cần đều của chú anh chị, cần đều hết ha. Rồi, mình cây số 1 giá luôn mình ơi. Cây số 1 này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 3 triệu 500 ngàn ha. Rồi, mã số 1 3 triệu rưỡi ha quý vị. Bao ship quý vị mọi miền tổ quốc ha. Rồi, cây số 2, rau tôm. Nó có cái form rất là đẹp mà tại vì em không có biết sao không để vậy luôn chú anh chị. Cây này nói chung ảnh chưa định hình cắt được ha quý vị. Định hình được. Thì quý vị thông cảm ha. Nói chung là quý vị thích cứ alo cho anh Minh ha quý vị. Cây số 1 của em là chiều cao của nó là 67 của chú anh chị ơi. Chiều cao 67 ha quý vị, cây số 1 còn cây số 2 chứ. Số 2 của chú anh chị. Nó hoành vị trí này là 41. Để quý vị. Đấy, rất là đẹp nha quý anh chị. Đế cũng rải đều hết luôn ha quý vị. Cái đều nó còn ở dưới nữa mà mình không khai thác nữa. Đây cái đường thân này nói chung không phải nó không có mục gì ha quý vị. Không nhưng gì mà đó. Tại vì ảnh để vậy nó do một số ha. Cái này cây khá sạch ha quý vị. Nhưng mà về, thì những về những cái nào quý vị có thể là cắt lại ha. Đây. Lên một trà chơm đây nè. Chơm cái này em dự định của em là em cắt ở đây ha, dưới đây. À. Lên cái form tam tài. Nó lấy là chủ bỏ cái thằng này cũng được ha quý vị. Tùy quý vị ha. Rồi để mình xây lại vòng cho quý vị định hướng ha. Cái rất đẹp của chú anh chị. Rồi giá lên bên đây. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 5 triệu chú anh chị. 5 triệu ha quý vị cho mã số 2. Số 2. Rồi xuống cây anh. Rồi, qua mã số 3. Số 3 là một cây form nhìn của anh chị, để form tàn này luôn. Tàn treo, dù. Chiều cao anh Minh ơi. Chiều cao đó là 1m09 của chú anh chị. Chiều cao 1m09 quý vị. Cái hoành nó là 36 hoành của chú. 36 mình tính cắn nở mình tính 35 đi quý vị. Tại cắn bên này ha, cắn nở tính 35 đi. Để đây quý vị. Cái điều hết cái này dáng nó hơi siêu ha quý vị. Nó siêu ha. Rồi giá lên bên ơi, mã số 3. Mã số 3 này giá 4 triệu chú chị. Rồi mã số 3 4 triệu ha quý vị. Số 4. Rồi, mã số 4 cây bonsai. Cái này em theo em nghĩ cái thế cũng đẹp lắm mà lại không biết cắt sao em để luôn của chú anh chị. Đúng rồi, nói chung cây nào nó cũng có cái nét đẹp riêng ha quý vị. Chiều cao là 50. Quan trọng cái người mà chơi cây nhìn ra biết cái cây dáng thế thôi. Chứ em thì em cắt cái nó 33 quý vị. Hoành của chú anh chị. Cây này cũ đế lịch không của chú anh chị. Cái form nó vậy đó của chú anh chị. Rồi mã số 4 giá luôn mình ơi. Mã số 4 em giao lưu của chú chị giá là 3 triệu ha. Rồi mã số 4 3 triệu ha quý vị. Xuống cây luôn chú chị. Rồi mã số 5. Mã số 5. Cây cũng nhắn siêu luôn. Nó siêu siêu vậy ha. Chiều cao là 79. Chiều cao 79 quý vị. Còn năm đó gì đến là 32 quanh rồi chú anh chị. 32 cắn nở tính 31 quý vị. Cắn bên kia miếng anh mà. À, cắn 31, cắn... 30 cũng được, không sao đâu.
Không cần anh cứ quay lại. Đây về quý vị trồng trật là cũng được ha, tùy ha. Rồi giá lên bên đây. Mã số 5. Số 5 này Zalo của chú dùm giá là 2.200.000 ha. Mã số 5 2.200 ha quý vị. Tổng số cây luôn của chú chị. Bao ship quý vị từ Hàn Quốc ha. Mã số 6. Nặng quá. Kêu cái phụ. Chiều cao đó là 80. Chiều cao 80 quý vị. 38 hoành của chú anh chị ơi. Rồi 38 hoành quý vị. Cái này đế bỏ đều hết luôn ha quý vị. Đều hết luôn. Tại vì có mấy cọng rễ dừa quý vị nhìn thấy nó cũng hơi lộn xộn ha. Chứ cái này nhìn thực tế ngoài cây này cũng khá duyên ha quý vị. Cây này về cắt là cũng đẹp nữa quý vị. Rồi giá lên bên đây. Rồi cây số 6 này em giao lưu của chú anh chị giá là 3 triệu ha. Rồi mã số 6 3 triệu ha quý vị. Số cây luôn. Rồi mã số 7 cây bonsai luôn ngũ phúc. Cây này phơm qua đây quá đẹp luôn chú anh chị. Chiều cao đó là 46. Chiều cao 46 quý vị. Đo ngay vị trí này là 42 hoành của chú chị, 43 yếu tính 42 ha. Rồi cũng cắn nở miếng không quý vị. Tính 41, 40 cũng được của chú chị, cũng không quan trọng cái hoành dữ lắm ha, chủ yếu là cái cây nhắn thấy nó đẹp thôi, ở trên là phòng hai phân không quan trọng. Rồi mã số 7 mình giao lưu giá lên bên này. Mã số 7 này em giao lưu của chú chị giá là 3 triệu. Rồi mã số 7 3 triệu không quý vị. Số 8 kéo kéo bàn xích ra chút xíu nữa. Không mấy lên lên bàn nhỏ không được. Lên bàn nhỏ không được, muốn cong lên chi bằng lớn. Mấy cây nặng nặng mốt mà lên bàn thấp này nè. Nguyễn cho độ quay thôi. Đó. Cái này là nguyên cái phân tàn tròn của chú vậy. Dán tật quân tử không quý vị, một thao một cốt ha. Đầu vô đôi chuột, tay cầm tứ diện. Chiều cao nó là 1m3 của chú vậy. Chiều cao 1m3 quý vị. Nguyên phân tàn thông không quý vị. Tay cầm lực lực không ha. Vị trí này là 38 38 hoành ha. Rồi. Để đồng đặc bỏ đều ha quý vị. Để đều hết không. Có cái lại mà không có vệ sinh, nó không có rửa, nhìn nó không có có vàng dữ ha. Nó phải vàng mà nhìn thấy bộ đế nó mới giữ của chú chị. Cái này nó cũng khá già quý vị, tay cầm không có rửa. Quá già luôn. Quá đều quý vị. Đóng rất khéo ha. Rồi giá luôn bên đây. Ok, phong tàng này số 8 này em giao lưu của chú chị giá là 4.500.000 ha. Rồi mã số 8 4.500.000 ha quý vị. Mã số 9 của chú chị. Mã số 9 là cây thực đó của chú chị, lại là cái bộ thì nghiêng. Chiều cao đó là 1m2 của chú chị. Chiều cao 1m2 quý vị. Rồi ngay vị trí này là 31 hoành ha. Dạ. Đến nói chung là cũng nhìn cũng có duyên của chú chị. Tiền nào của nấy quý vị. Tiền nào nói chung là tiền nào của nấy thôi. Tiền nào của nấy. Thì chính là em giao lưu của chú chị giá là 1.800.000 ha. Rồi mã số 9 triệu 8 ha quý vị. Thì quý vị thấy cây cũng biết giá trị ha. Rồi, chứ không mắc bao ship quý vị ha. Cây số 10. Mai lớn ra thì nó là vẫn còn. Cây này còn rớt lại trong video của Hẩm ha quý vị. Còn video Hẩm có cây này anh kia có chốt rồi mà ổng nó bị tật gì á anh ơi. Anh hồi lại cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cảm thấy cái phong này nó đẹp thì mình nhắc máy alo cho em ha. Rồi. Đây xác lớn quá vậy. Xác lớn lắm cô chú anh chị. Cái mà lo chặt ở dưới đây nó là cái này bự. Này đây 56 hoành ha. 56 không vậy. Lên trên là 52 cô chú anh chị. Cái này eo là 52 á. Là cái này em đo cũng nhiều lần, đo 2 lần cô chú anh chị. Đấy nói chung là rải đều hết ha. Cái form này nó cắt ra cũng đẹp đó chú chị. Cây này nói chung này nhìn ở ngoài cái thân nó tròn quá vậy. Nói chung cũng tiền nào của nấy thôi. Chứ nếu mà cây này thật tới nó chuẩn yếu tố tầm mấy chục triệu không quý vị. Cái cây này nếu mà mạnh dạng cắt ra cái form ra là gì cũng đẹp ra được. Cắt ra form tam tài hoặc là tứ tấn tài cũng được. Cũng đẹp.
Rồi mã số 10 mình giao lâu giá luôn mình ơi. Rồi mã số 10 em giao lâu với cô chú anh chị, giá là 14 triệu cô chú anh chị ơi. 14 triệu. 14 triệu mà cái phí ship này, cái này nặng lắm cô chú anh chị ơi. Dạ. Cô chú anh chị nào mà cảm thấy trong cái video này thích, yêu thích cái nào thì nhấc máy lên alo em dạ. Ha. Rồi thì cuối video mình cũng thay mặt mình ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian với báo xem hết video quý vị. Xem thích cái nào cứ alo trực tiếp cho mình quý vị.